Cộng đồng YouTuber của Việt Nam cũng ngày càng lớn mạnh, ngày càng có nhiều người muốn xây dựng trang YouTube của riêng mình để được nổi tiếng và có nhiều lợi nhuận. Mới đây, một trang YouTube mới nổi có tên là Bà Tân Vlog đang thu hút sự quan tâm rất lớn. Trang Vlog của bà Tân, một người phụ nữ làm nhà nông với mục đích chính là chuyên nấu ăn với số lượng thực phẩm cực lớn. Với câu cửa miệng, cuộc đời bà đã 60 nồi bánh trưng rồi mà chưa bao giờ làm thế này. Kênh YouTube của bà Tân đã ngay lập tức tạo được tiếng vang lớn khi thu về hơn 200.000 lượt theo dõi chỉ trong một tuần đầu đăng video. Tính tới nay thì thành tích của bà đã đạt 747.000 lượt theo dõi sau 2 tuần hoạt động và những video đạt 1 đến 2 triệu view quá dễ dàng. Dù cho nguyên nhân chính ban đầu là nhờ sự trợ giúp của con trai, vốn là một vlogger triệu người theo dõi từ lâu, nhưng những con số đó vẫn luôn là mơ ước thật sự của hàng tá youtuber khác. Tuy vậy thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều quanh các video của bà Tân. Nhiều người thích thú với các nội dung của bà như là dán 100 chiếc đùi gà siêu cay hay làm một cốc trà sữa khổng lồ 60 lít. Nhưng dần dần thì cũng có một bộ phận cư dân mạng đã dần thay đổi quan điểm. Từ việc hồ theo ban đầu cho rằng đó là một góc hài hước mới mẻ khi các ông bà vùng quê làm Youtube cho tới lúc nhận ra giá trị hời hợt chỉ dựa vào những nội dung giật gân của những video này